là mọi người lại là mình ngăn đây. Ngày hôm nay mình ăn mặc hơi kiểu trở về thời học sinh một tí, tại vì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người một cái back to school make up. Trước khi quay mình kiểu tìm áo trắng mãi, xong rồi mình nhận ra là cái áo hồi cấp 3 thì lúc bế giảng ấy mọi người ký tên các thứ vào đây. Bây giờ mình mới còn giúp kiểu hồi trước ký các thứ linh tinh lại ở đây. Thế là mình vừa phải mượn cái áo trắng của thằng em mình đã học cấp 3 để mặc vào quay cái video clip này. Không biết cái lúc mình ra cái video này thì đã muộn cái thời gian tịnh trường của mọi người chưa? Tại vì từ lúc lên đại học mình học các thứ theo kỳ ấy, nên là cũng không biết là lúc nào bắt đầu năm học cả. Mặc dù không biết chính xác là ngày nào, nhưng mà mình up cái khoảng này mong là có thể giúp ích được cho mọi người một xíu xíu, để make up mà không quá lố nhưng mà vẫn tươi tắn hơn để đi học nhá. Cùng bắt đầu video của mình thôi. Ok, thì đầu tiên mình sẽ sử dụng kem chống nắng. Một cái bước không thể nào thiếu trong make up mà hồi trước hồi đi học mình ước là mình biết sớm hơn. Kiểu không biết gì cứ apply hết mọi thứ lên luôn ý, chứ không nền cũng không kem chống nắng gì cả. Mình thì mình không cổ suý cho cái việc make up đi học nếu mà bạn đã học cấp 2 hoặc là cấp 3, tại vì mình biết là có nhiều trường cũng rất là nghiêm trong cái khoản make up ấy. Hồi trước trường mình cũng như thế, nhưng mà mình thì cũng khá là điệu, xong rồi mình kiểu cố làm thế nào để cho nó tự nhiên nhất, đánh sao sao cho thật thật tự nhiên, kiểu tươi tắn hơn mà vẫn không bị bắt ghi sổ đầu bài. Nên trong cái video này coi như là kinh nghiệm đúc kết của mình sau mấy năm, 3 năm cấp 3 cố make up để đi học. Nhớ bôi cả phần cổ nữa nha. Đánh nền thì bị dày quá, còn nếu mà dùng BB cream ý, thì nó hơi bị sáng hơn tông bình thường, nên là rất hay bị thầy cô phát hiện. Nên là hồi đi học đây là bà bối của mình. Mình sẽ chỉ dùng concealer để che khuyết điểm đi thôi. Kiểu hay thức khuya, xong rồi sáng thì dậy sớm, 6 giờ đã dậy, 6 giờ 6 rưỡi đã dậy để chuẩn bị đi học các thứ rồi. Mình thì mình hay dậy sớm hơn 15 phút để make up các thứ, sao cho thật là tự nhiên ý, để chuẩn bị cho mặt nó đỡ ngán ngủ. Cái concealer nó sẽ vừa che được những cái mệt mỏi của ngày hôm trước, những cái cuốn thâm mắt các thứ. Thực ra thì mình cũng không bị thâm mắt quá là nhiều, nó chỉ hơi hơi một chút xíu thôi, nên là mình thấy concealer là đủ. Mình có vài cái nước mụn nhỏ nhỏ thì mình sẽ dùng để che mụn đi luôn. Ok, xong mình sẽ dùng một cái mút tán phấn hoặc là tán cushion ý, để tán ra cho nó mịn. Hồi trước khi mà chưa biết đến kem che khuyết điểm thì mình hay sử dụng cái kem dưỡng da của Kohl ý, thì nó cũng hơi nâng tông một tí mà nó khá là mịn da. Nếu mà mọi người không có quá nhiều khuyết điểm kiểu mặt mà mịn không có mụn mấy ấy, thì dùng cái đấy cũng ok phết. Nó chỉ kiểu làm lỗ chân lông nhỏ đi một tí, với cả nhìn mặt nó tươi tỉnh hơn thôi, trông cũng khá là hợp đi học mà lại còn dưỡng da nữa mọi người ạ. Không biết là bây giờ người ta còn bán cái đấy không, tại vì mình dùng cái đấy là từ phải 3 năm trước rồi, hay là hơn 3 năm trước rồi. Nếu mà có thì mình sẽ để cái hình ở bên này cho mọi người xem. Nhìn ở trong này, tại vì nó có đen hắt sáng ấy, nên là có vẻ là hơi sáng một tí, hơi trắng một tí. Nhưng mà ở ngoài thì ok, cực trông tự nhiên lắm. Ý rõ ràng là ở ngoài cổ với mặt trắng bằng nhau, nhưng mà vào trong này cảm giác là mặt nó hơi trắng hơn một tí. Mọi người thông cảm nhá. Đối với lông mày thì thực ra là bây giờ mình đã xăm lông mày rồi, nhưng mà hồi trước thì mình hầu như là không có lông mày, lông mày kiểu rất là nhạt ý, nên là mình hay tán một chút ở lông mày nữa. Với cả hồi trước thì mình để mái nên là mọi người cũng không quá để ý, thế là mình hay dùng chì kẻ mày luôn. Đấy, mình dùng cái chì xé bình thường thôi. Mọi người nên dùng màu nâu cho nó tự nhiên á, chải cái lông mày ra cho nó theo shape một tí, xong rồi mình sẽ lấy cái bút này để kẻ lông mày thật là tự nhiên thôi nhá. Mình chỉ quẹt một vài cái thôi, xong rồi mình sẽ lấy cái đầu chì kẻ mày này để tán nó ra cho nó thật là đều, trông nó thật là tiệp và dai. Với lông mi thì mình sẽ chỉ lấy một cái kẹp bấm mi như này để bấm mi cho nó cong cong hơn lên một tí, trông cho con mắt nó mở ra thôi. Thì bình thường đi học từ sáng đến tối là một cái khoảng thời gian cũng khá là dài, nên là mình thường sẽ hay sử dụng một cái máy sấy tóc để sấy qua cái đầu này khoảng 5-10 giây gì đấy đó, xong rồi mình sẽ kẹp lên cho nó giữ được lâu hơn. Khuôn mắt của mình thì nó là kiểu hơi tròn tròn ấy, nhưng mà mình thì mình thích là cái mắt nó dài ra hơn cơ, nên là mình hay dùng thêm một cái chì kẻ mày nữa để kéo một chỉ một tí tí thôi cái đuôi mắt này ra, kéo ngang ra, tại vì nhìn nó tự nhiên nhất ý. Thực ra là có một số cái bút chuyên dụng để kẻ cái eyeliner đấy, nhưng mà mình thấy mấy cái đấy thì nó bị đậm quá, nên là mình hay sử dụng chì kẻ mày luôn. Nó hơi nhạt nhạt, nó hơi nâu nâu nhạt nhạt thôi.
Với học sinh thì chọn màu son là một cái thực sự là cần lưu ý, tại vì mọi người không thể chọn màu mà nó quá đỏ hay là những cái tông cực nổi như kiểu là đỏ rượu này, hay là những cái màu đỏ mật các thứ, kể cả những cái màu trend như bây giờ là màu cam cháy hay là màu cam đất, mọi người cũng không thể dùng được tại vì nó thực sự là quá nổi. Nhìn một cái là biết ngay con này đánh son, kiểu nhìn một cái thấy ghét tí. Nên là hôm nay mình recommend cho mọi người ba cái thỏi son mà mình hay đánh hồi mà còn đi học. À không, thực ra thì bây giờ vẫn đang đi học mà nhỉ. Hồi còn đi học cấp 3. Hầu như những cái tông son mà mình đánh mà mình thấy tự nhiên nhất thì nó đều là tông cam đào hoặc là hơi hồng hồng, hồng đất thôi. Ở đây là Peripera Ink màu 13, siêu quen thuộc đấy là Bourjois Velvet màu 04. Và một em nữa cũng của Bourjois nhưng mà là màu 09, màu kiểu hồng đất ấy. Hôm nay mình sẽ đánh màu 09 nhá. Không biết mọi người có giống mình không, nhưng mà hồi mình mới đánh son, đầu tiên đánh son thì hay sử dụng mấy cái son tint. Mấy cái son tint của Thái ấy, siêu rẻ, chắc là khoảng 20 hay 30 một thỏi mini phân con thì này thôi. Xong đánh lên một cả ngày thì không phá được ấy. Hồi đấy không biết dùng nó tẩy trang cơ. Xong rồi cứ chết đâu rồi. Không biết đẹp ở đâu nhưng mà cái hồi đấy không biết gì thì rất là thích. Xong rồi mình sẽ sử dụng cái thỏi Peripera Ink này. Cái này thì là kiểu giữa hồng với cả cam ấy, nhưng mình vừa test ở trên tay vừa nãy cho mọi người xem, nó kiểu giữa hai tông 04 của Bourjois với cả màu 09 của Bourjois. Đánh lòng môi thôi. Và mình sẽ dùng luôn cái Bourjois Velvet này để làm phần má một tí cho mặt nó tươi lên. Nếu mà mùa hè hoặc là những cái ngày nóng nóng đi học thì mình sẽ hay sử dụng một cái phấn rôm Johnson Baby của trẻ con ấy. Đổ ra một cái mặt phẳng, ở đây mình sử dụng cái hộp của Pepco ấy, nó có cái plastic trong. Đổ một chút ra, một tí thôi nhớ, dùng thay cho phần phủ. Hê tán một tí ở vùng chữ T với cả dưới phần võng mắt á. Tại vì da mình cũng dầu nữa cơ nên là hồi đấy mà không có cái em này thì đúng là đi học mặt như chảo dầu ấy, cực mỏng thôi nha. Cuối cùng để chuẩn bị đi học trông ok la nhất thì mình hay sử dụng một cái máy lai con như thế này này. Để là cái phần mái, hồi trước thì mình hay để máy bằng ấy, thì mình sẽ là cái mái thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa tóc tai và là tóc cho nó thẳng hơn một tí và cho mọi người xem kết quả nhé. Ok, thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi. Chúc mọi người có thể đi học mà vẫn xinh, vẫn tươi tắn, rạng rỡ. À, nhưng mà đừng quên việc chính vẫn là việc học nhá. Bye bye, hẹn mọi người trong video lần sau.